Hai các bác, sáng chủ nhật thì dậy hơi muộn một tí đấy, còn ngáp ngáp kìa. Bây giờ thì sẽ get ready một tí rồi đi ăn sáng thôi. Mình skincare buổi sáng thì siêu đơn giản, chỉ có sữa rửa mặt với cả là dùng toner rau diếp cá thôi. Mình để tên trên màn hình nhá. Vỗ cho nó thấm vào nè. Mình vừa bôi kem chống nắng các thứ một tí son một tí mà hồng, chắc là bây giờ thì sẽ thay quần áo và đi thôi. Ấy, bước này mới là bước khó này. Có bác nào giống tôi không comment ngay ở bên dưới nhá. Mỗi lần ra ngoài là không biết mặc gì luôn. Mặc dù tủ quần áo thì phải kiểu đầy kịch đến tận ngọn như thế này, nhưng mà vẫn không biết là mặc gì. Thôi hôm nay mặc đơn giản nhá, đi ăn sáng thôi mà. Và mình sẽ cuốn tóc một tí. Thực ra là mình sẽ không cuốn cả đầu đâu, mà chỉ cuốn khoảng 2-3 lọn ở đằng trước mặt như thế này thôi. Nhìn trông mặt nó kiểu tóc nó không thẳng đuột ra quá, nó đỡ chơi mọi người. Đó, cuốn khoảng 3-5 giây thôi. Xong rồi mình sẽ kéo tóc ra luôn để cho nó không bị xoăn quá. Hello, nghe nhạc sập sình thế. Quay cho các bác hít hà một tí không khí Hà Nội, nhưng mà đừng quên ra đường vẫn phải 5K đầy đủ nhá. Hôm nay mình ăn ở phở Thìn 13 Lò Đúc. Úi giời, nhìn bát phở nhiều hành nó hấp dẫn ghê luôn á. Mời các bác ăn sáng với mình nha. Ăn xong thì mình sẽ rẽ qua Thái Yên để mua hai cốc Sapa. Sapa ở đây ngon đỉnh luôn ý, lúc nào cũng đông như thế này này. Bây giờ mình sẽ ngồi gói đồ mà hôm qua đăng post ở trên cái nick IG Insta là góc bắt đầu của Sumi. Nếu mà mọi người quan tâm những cái đồ post của mình thì mọi người có thể vào để xem nhá. Rất là nhiều, từ quần áo đến son, xiếc các thứ đủ cả luôn, và hầu như là mới. Tại vì mình quay xong rồi mình không có sử dụng đến đâu mọi người. Mình có đủ các loại luôn, từ những cái kem dưỡng mà mình mua quá là nhiều vẫn ở trong gói này, hay là những cái mascara, rồi thì kẻ mắt còn nguyên hộp luôn. Son, đây cũng là son này, và đây cũng là cái đống mỹ phẩm. Còn đây thì là cái đống quần áo mình cứ quay ho mấy tập mình lại phải pass bớt vì nhiều quá mình không mặc đến hết ấy. Có những cái vẫn còn nguyên trong túi này, nguyên tác này, đây bao nhiêu thứ nguyên tác luôn mình không có mặc đến á mọi người. Kia có những thứ mình còn chưa bóc này, đó nhiều dã man luôn. Bây giờ thì sẽ ngồi gói đồ và chắc là đầu tuần thì sẽ đi gửi cho mọi người. Thank you.
Bây giờ gần trưa rồi mình mới gói đồ xong và mọi người nhìn này, mẹ đi ngồi gói đồ, con thì ngủ như này đây. Ghét không, ghét không? Trong tuần thì mình kiểu ru rú trong nhà cả tuần luôn á, làm việc với cả học. Còn cuối tuần thì mình mới đi ra ngoài cà phê với bạn bè như này. Hôm nay mình ngồi ở một quán tên là La Farine ở Doãn Kế Thiện. Mình không biết là mình có đặt tên đúng không nữa, thì mình sẽ để tên ở trên màn hình cho mọi người có thể tham khảo nhá. Mình thấy là giá đồ uống ở đây kiểu mình gọi hai cốc cà phê, một cốc là Americano với một cốc là bạc xỉu, thì hai cốc cà phê đều khá là ok mà giá rẻ ấy mọi người. Không gian cũng ok phết mọi người ạ. Các chị chụp ảnh siêu nhiều, toàn mấy chị xinh xinh thôi. Bây giờ mình về thì mình sẽ mua hoa để cắm. Đây, chào cô hàng hoa quen thuộc của mình. Hôm nay thì chắc là mình sẽ mua một bó cúc họa mi. Nếu mà các bác đang thấy chán thì hãy đi mua một bó hoa nhá. Thề mua được bó hoa yêu hết cả đời luôn ý. Xinh ghê. Bây giờ thì ăn bánh tráng trộn ở Đại học Công nghiệp, mua một hộp thôi. Tại vì sợ tí ăn cơm no ấy. Không biết có ai như mình không, nhưng mà hồi trước mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích hoa cỏ, cây lá cành như thế này. Nhưng mà càng lớn lên mình thấy là mấy cái suy nghĩ đấy của mình nó dần thay đổi thì phải. Tại vì dạo này mình toàn tự đi mua hoa về cắm luôn ấy mọi người. Từ đầu mùa cúc họa mi đến bây giờ mình mới mua được một bó cúc ngày hôm nay đây. Tại vì hôm nay mới tiện đi qua cái hàng hoa để mua ấy, cắm một bó cúc được tận 2 bình như thế này luôn. Xinh vãi, mỗi tội là hơi đắt một tí mọi người ạ. Vừa nãy sau khi đi cắm hoa xong thì mình đã tẩy trang với cả tắm rồi thì ăn tối rồi. Mình cũng vừa mới skin care xong đây. Mình skin care thực ra là cuối tuần mình skin care đơn giản lắm mọi người. Tại vì trong tuần ấy thì mình đã sử dụng BHA với cả là BHA với cả là retinol của Obagi rồi. Thế nên là cuối tuần mình sẽ chỉ dưỡng ẩm với cả là phục hồi da đơn giản thôi đây. Nếu mọi người muốn tham khảo, mình vừa sử dụng cái em này, em Neutrogena này, siêu quen thuộc rồi để dưỡng ẩm. Với cả là một cái em như thế này. Em này thì cũng kiểu B5 của Paula's Choice. Nhưng mà mình dùng Paula's Choice thì mình bị kích ứng kiểu không hợp da lắm, nên là mình đổi sang em này thì thấy lành tính phết. Nếu mọi người muốn tham khảo mấy cái em sản phẩm mà mình dùng để skincare trong video ngày hôm nay, mọi người có thể xuống phần mô tả để tham khảo nhá. Mình sẽ để tất cả những cái link sản phẩm ở dưới đấy. Sau tối chủ nhật có thời gian rảnh thì mình sẽ thường xem phim một chút hoặc là xem show. Ngày hôm nay mình sẽ xem một cái show để mình cho mọi người xem nhá. Đây là show mà mình đang xem là Run BTS. Nếu bạn nào là fan K-pop hoặc là kiểu là fan của BTS thì nhìn cái biết ngay. Đây, hoa vừa cắm xong này. Kiểu để một cái cốc hoa nhỏ nhỏ trên bàn thế này mình thấy có hứng làm việc hơn ý. Cái nến thơm ngày hôm nay là một cái nến thơm mùi quế, rất là hợp cho những ngày mà hơi lạnh lạnh một chút xíu. Sau mình sẽ xem cái này 1-2 tập gì đấy, xong rồi đi ngủ sớm để ngày mai là thứ hai bắt đầu một tuần mới thôi. Hẹn mọi người trong video lần sau nha.